Một chủ tàu định phái một con tàu chở di dân ra biển. Ông ấy biết rằng con tàu đã cũ và không được đóng chắc chắn ngay từ đầu, rằng nó đã đi tới nhiều vùng biển và nhiều miền đất, thường xuyên cần phải duy tu. Ông cảm thấy nghi ngờ rằng nó có thể không còn phù hợp để đi biển nữa. Những nghi ngờ này dây dứt trong tâm trí ông, làm ông không vui. Ông nghĩ rằng có lẽ ông nên đại tu và sửa chữa lại con tàu thật kỹ lưỡng, cho dù việc này khiến ông khá tốn kém. Tuy nhiên, trước khi con tàu dương buồm ra khơi, ông đã thành công trong việc chế ngự những suy ngẫm sầu muộn này. Ông tự nhủ rằng nó đã an toàn, vượt qua nhiều hải trình và chịu được rất nhiều cơn bão, rằng thật vô căn cứ khi cho rằng nó sẽ không an toàn về đến nhà sau chuyến đi này. Ông đặt niềm tin vào sự phù hộ của Thượng Đế, vốn hiếm khi lại không bảo vệ tất cả những gia đình khốn khổ đang phải rời bỏ quê cha đất tổ để tìm kiếm thời vận tốt hơn ở xứ người. Ông sẽ gạt bỏ khỏi tâm trí mình tất cả những nghi ngờ nhỏ mọn về tính trung thực của những người công nhân và các nhà thầu. Cứ như thế, ông có niềm tin thoải mái và thành thật rằng con tàu này của ông đã an toàn và đủ khả năng ra biển. Ông nhìn nó ra khơi với trái tim nhẹ nhõm và những hy vọng nhân từ rằng những người tha hương sẽ thành công ở quê hương mới xa lạ của họ. Và ông đã phải nhận tiền bảo hiểm khi con tàu chìm giữa đại dương. Nguồn gốc của niềm tin là một câu hỏi lớn mà hẳn không phải ai cũng suy nghĩ quá nhiều về nó. Có những niềm tin được hình thành chỉ đơn giản để làm bàn đạp, làm tiền đề để người ta tìm hiểu và khám phá những khía cạnh thực tế hay vĩ đại hơn của cuộc sống. Có những niềm tin thuộc về tôn giáo được tồn tại trong một người chỉ đơn giản bởi vì người ấy sinh ra và lớn lên trong một môi trường có ảnh hưởng của tôn giáo, được truyền dạy các niềm tin về tôn giáo ấy trong quá trình trưởng thành của họ. Suy cho cùng, chúng ta cần phải có một điều gì đó để tin vào, một cơ sở nào đó, đóng vai trò như một ngọn hải đăng, một ngọn cờ hoa tiêu dẫn đường cho chính bản thân giữa những sóng gió và cạm bẫy của cuộc đời. Điều này cũng bởi việc đi tìm nguồn gốc của niềm tin đồng nghĩa với việc bạn phải đặt ra những câu hỏi về chính niềm tin đó. Đôi khi, thậm chí phải đào sâu tới tận gốc rễ của niềm tin. Vậy nên, để hiểu niềm tin từ góc độ tâm linh và khoa học như thế nào, ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Khoa học và niềm tin của tác giả Hồng Vũ nhé. Chúng ta còn có quá nhiều thứ quan trọng hơn ngay trước mắt để phải lo lắng, nên bạn cứ yên tâm là không phải ai cũng có đủ can đảm và thời gian để tìm ra niềm tin thực sự là gì. Trừ những con người như William K. Clifford, một nhà toán học người Anh, và William James, một nhà tâm lý học người Mỹ. Hai người đã tranh luận về niềm tin, một chủ đề triết lý khó nhằn gây ra nhiều tranh cãi. Năm 1877, Clifford đã đăng bài viết mang tựa đề Đạo đức của niềm tin trên tờ Contemporary Review. Trong đó, lý luận nổi tiếng của ông là sẽ luôn luôn là sai lầm dù bất cứ ở đâu, bất cứ ai nếu tin vào điều gì đó khi không có đầy đủ bằng chứng. Ông cho rằng mỗi chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức phải kiểm chứng lại niềm tin của chính mình và thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi có quyền tin vào nó. Như trong câu chuyện kể trên, người chủ tàu dù biết rằng con tàu của ông đã quá cũ kỹ và không đảm bảo, vẫn cứ gửi nó ra khơi. Ở đó, người chủ tàu đã bóp nghẹt chính những sự nghi ngờ của bản thân về độ tin cậy của con tàu và tiếp tục cho nó đi, kể cả khi đã có người báo cáo với ông về vấn đề này. Ông cho rằng, bởi vì con tàu của ông đã vượt qua rất nhiều sóng gió và đến nay vẫn an toàn trở về, nên ông tin rằng lần này nó cũng sẽ trở lại một cách an toàn. Và khi con tàu bị chìm, giết chết tất cả những người trên tàu, Clifford cho rằng người chủ tàu phải chịu trách nhiệm cho những cái chết đó. Ông kết tội người chủ tàu rằng niềm tin của ông ta, cho dù có mạnh mẽ và chân thành đến đâu, cũng không thể ngụy biện được cho tội lỗi chết người của ông, bởi ông ta không có quyền để đặt niềm tin vào một điều khi ông không có đủ bằng chứng. Nếu như có một ai phản pháo lại rằng tôi bận lắm, thời gian đâu để mới đi tìm hiểu các loại sách vở trên trời dưới biển, tìm đủ bằng chứng để trả lời tất cả mọi thứ chứ, thì Clifford sẽ chỉ đáp ngắn gọn rằng thế thì bạn cũng không có đủ thời gian để đặt niềm tin đâu. Nhận định trên của Clifford sau đó đã nhận được một lời phản hồi của nhà tâm lý học William James của Harvard. Trong bài luận Ý chí để đặt niềm tin, The Will to Believe, năm 1896 của ông, James cho rằng trong một số trường hợp, chúng ta có thể hoặc bắt buộc phải hình thành nên một niềm tin nào đó mà không thu thập đầy đủ bằng chứng cho nó. Ví dụ, những lựa chọn về mặt đạo đức thường chỉ được con người đưa ra khi đối mặt với hai luồng giá trị đối lập và chỉ có thể đưa ra một đáp án. Câu chuyện về các tôn giáo cũng như vậy. Quan điểm này được Julian Bergini, tác giả của cuốn Con lợn muốn bị ăn thịt, là cây bút sáng lập ra tạp chí triết gia The Philosopher's Magazine, ủng hộ trong một bài viết gần đây của ông trên tạp chí Eon là: những thí nghiệm tưởng tượng giữa sống và chết
thực chất không thể giải đáp được. James cho rằng việc ý chí của chúng ta ảnh hưởng lên những quyết định trong một số trường hợp cụ thể là hết sức bình thường. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng thường thì ý chí của chúng ta sẽ không thể ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của chúng ta. Chúng ta có thể sẽ rất muốn tin rằng trong tài khoản của mình có 100 triệu đô, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể. Tuy vậy, James đưa ra câu hỏi là có nên để lòng đam mê ảnh hưởng tới niềm tin của chúng ta hay không? Ông cho là có. Theo đó, với tư cách là những người kiến tạo nên niềm tin, chúng ta thường có hai mục tiêu. Một, để tránh sai lầm. Hai, là để tin vào chân lý. Đây trên thực tế là hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể tránh được sai lầm bằng cách nghi ngờ tất cả mọi thứ, nhưng điều đấy cũng đồng nghĩa với việc nghi ngờ cả chân lý. Ông thừa nhận đây là một thế giới quan thường thấy trong khoa học. Dẫu vậy thì James vẫn cho rằng, trong quá trình đi tìm chân lý, các nhà khoa học cũng thường tỏ ra rất thiết tha và say đắm đối với các giả thuyết ưa thích của họ. Còn đối với những vấn đề khác, đặc biệt là trong tôn giáo và tín ngưỡng, thì mọi chuyện đôi khi không thể được dễ dàng giải quyết trong thực tế. Có khi sự thiếu niềm tin của bản thân vào điều gì đó lại chính là lý do khiến cho điều đó không thể xảy ra. Hay còn gọi cách khác là lời tiên tri tự thành, self-fulfilling prophecy. Và nếu quy tắc sống của bạn không cho phép đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì khi chưa có đủ chứng cứ xác thực, thì bạn cũng đồng thời tự mình tước bỏ những lợi ích mà một chân lý, nếu có tồn tại, đem lại. Đến đây tôi thiết nghĩ, đối với chúng ta, trong rất nhiều trường hợp, niềm tin của ta về cơ bản chỉ là một niềm tin được chuyển nhượng, ủy thác hay thừa kế lại từ niềm tin của một người khác. Hay nói một cách khác, là niềm tin và niềm tin của người khác. Điều này phần nào cho chúng ta thấy rằng, chúng ta đa số không tư duy logic cho lắm với các niềm tin của chính mình. Và đó là cơ sở để Clifford đưa ra những luận điểm như đầu bài, dù cho chúng có đôi phần cực đoan. Về câu chuyện đi tìm bằng chứng cho niềm tin của mình, nhà vật lý vũ trụ học Stephen Hawking cũng có quan điểm rất gần với Clifford. Trong một bài phỏng vấn năm 2014, ông đã thẳng thắn thừa nhận rằng mình là người theo chủ nghĩa vô thần, atheism cực đoan. Như trong cuốn sách The Grand Design, bản thiết kế vĩ đại của ông và Leonard Mlodinow năm 2010, Hawking không hề giấu giếm ý đồ xây dựng nên lý thuyết cho tất cả, theory of everything của mình, và đã tuyên bố rằng khởi óc con người có thể hiểu được mọi thứ trong vũ trụ này, và khoa học đã phát triển đủ để ta hiểu rằng vũ trụ này không cần đến Chúa để tồn tại và phát triển. Cùng quan điểm với Clifford, ngoài Stephen Hawking ra còn có những cái tên nổi tiếng khác của thế hệ hiện đại như Carl Sagan, James Jeans, Alan Turing hay Neil deGrasse Tyson, đa phần đều là những nhà nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Tuy nhiên, không giống như Stephen Hawking, họ không thuộc chủ nghĩa vô thần và không theo thuyết duy vật materialism. Đây thường là định kiến của rất nhiều người về các nhà khoa học. Tuy rằng mỗi người trong số họ đều có cùng quan điểm về niềm tin, đa phần lại thừa nhận rằng họ theo thuyết bất khả chi, agnosticism thì đúng hơn. Trong cuốn Thế giới bị quỷ ám của Carl Sagan, ông có đưa ra một tình huống giả tưởng mà tôi cho là hết sức thú vị như sau. Nếu bây giờ ông nói với chúng ta rằng trong nhà xe của ông có một con rồng bị phun lửa, thì khi bạn bảo không thấy rồng đâu, ông sẽ bảo rằng ông quên mất không nói là con rồng này vô hình. Nếu bạn đề nghị giải bột mì lên mặt đất để xem có thấy được dấu chân con rồng hay không, thì ông sẽ trả lời bạn là con rồng này lơ lửng trong không trung. Nếu bạn đề nghị mở camera hồng ngoại lên để thấy ngọn lửa vô hình mà con rồng phun ra, thì ông sẽ đáp rằng ngọn lửa của con rồng này là vô nhiệt, và cứ thế tiếp tục đưa ra những lý do để cho việc thử nghiệm sẽ không bao giờ thành công. Tại đây, ông đi đến kết luận rằng giờ thì sự khác nhau giữa một con rồng vô hình bay lơ lửng phun ra lửa vô nhiệt với việc không có một con rồng thì sẽ là gì? Nếu như không có cách nào để chứng minh tôi nói là sai, không có thực nghiệm nào để chống lại được nó, thì việc tôi nói con rồng của tôi thực sự có tồn tại còn ý nghĩa gì nữa? Việc bạn không thể chứng minh rằng giả thuyết của tôi là sai không đồng nghĩa với việc nó là đúng. Tương tự, trong cuốn The Universe Around Us, Vũ trụ quanh ta, xuất bản năm 1929 của ngài James Jeans, nhà vật lý học người Anh, ông đã phản đối việc con người tìm ra cách sử dụng khoa học làm công cụ để chứng minh cho sự tồn tại hay không tồn tại của Chúa. Ông lý giải rằng, nếu coi vũ trụ như một bức tranh thì việc đi ngược thời gian trở về sẽ không đưa ta đến với sự khai sinh của bức tranh đó, mà chỉ đưa ta đến một cạnh của nó. Sự khai sinh hay đấng sáng tạo của vũ trụ nằm ngoài không và thời gian, cũng như cách người họa sĩ nằm ngoài bức tranh của họ vậy. Quả thực là nếu như bạn đặt thử câu hỏi rằng bản chất hay ý nghĩa của vạn vật là gì, thì đối với định kiến của rất nhiều người và đối với đa phần những người làm khoa học từ thế kỷ 19 trở về trước, tôi cá là họ sẽ trả lời một câu đại loại như kiểu mọi thứ vẫn luôn diễn ra có logic và có hệ thống. Nếu như chúng ta tìm một cách để quay về thời điểm vụ nổ Big Bang, cứ tạm cho là giả thuyết này đúng đi, và quan sát cách mọi thứ được sinh ra, thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của vạn vật. Hay nếu như chúng ta phóng to tất cả mọi thứ lên hết cỡ và nghiên cứu, rồi đến lúc nào đó chúng ta đã hiểu hết về điện, động lực, lượng tử, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được bản chất của vạn vật. Bởi vạn vật dù sao cũng chỉ là đại hệ thống được dựa trên nguyên tắc cứng nhắc bất khả sai lệch. Và đây cũng là triết lý chính của luận giải Copenhagen.
và David Mermin đã phải thốt lên rằng nếu như tôi phải tóm tắt nội dung của luận giải Comment Again thì đó sẽ là im mồm mà tính toán đi. Thế giới quan này, thú vị thay, đã bị chỉ trích rất nhiều bởi các học giả và các nhà khoa học từ thế kỷ 20 trở đi khi câu hỏi về sự hình thành nên ý thức Consciousness của con người và sự xuất hiện của vật lý lượng tử Quantum Physics bắt đầu được phân tích. Gần đây có một bài báo trên tạp chí Eon mà tôi khuyến khích các bạn nên đọc có tên là Materialism Alone Cannot Explain the Riddle of Consciousness. Chủ nghĩa duy vật không thể một mình lý giải được câu đố của ý thức của Adam Frank, một giáo viên ngành thiên văn học tại trường đại học Rochester, New York. Ông viết rằng, trong thế giới lượng tử mà ở đó bản chất, phương thức và vị trí của vật chất không còn là tất định, deterministic, mà giờ đây đã trở thành một phổ của các khả năng khác nhau, spectrum of possibility, thì sự sụp đổ của chủ nghĩa duy vật trong khoa học đang gần kề hơn bao giờ hết. Và nếu như vật lý Newton có thể giải thích được sự dịch chuyển của máu qua các mao mạch và sự khuếch tán hóa học trên các lớp thần kinh, synapses, thì nó lại trở nên mỏng manh và yếu đuối trong việc giải thích những hiện tượng hết sức phi vật chất của ý thức. Nếu chúng ta không thể tìm được bản chất của ý thức hay ý thức xuất hiện tại cấp độ nào của trí tuệ, thì hãy còn lâu lắm chúng ta mới có thể trả lời được những câu hỏi và giả thuyết triết lý đang trên đà hiển hiện. Điển hình như trí tuệ nhân tạo và khả năng chúng sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống của con người. Xét cho cùng, niềm tin là một thứ khái niệm vừa dễ định nghĩa nhưng lại vừa khó xác định với mỗi người. Bởi đến cuối ngày, mọi niềm tin trong cuộc sống của bạn cũng sẽ có người hay thậm chí là cả vũ trụ không ưng thuận, kể cả khi tên của bạn có là khoa học đi chăng nữa. Mỗi lần tôi nghe những buổi phát biểu hay giới thiệu sách của giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một lần tôi lại thấy phần hỏi đáp bị kéo dài lên đến cả tiếng đồng hồ nhờ công của những người nghiên cứu sâu về triết học lẫn những bạn trẻ đam mê khoa học. Người thì bảo triết học đã chết, kẻ thì kêu không có triết học thì khoa học là vô nghĩa. Thật chẳng biết làm sao. Bài viết này không nhằm mục đích phân tích để ủng hộ hay phản bác bất cứ triết lý nào cả, mà chỉ mong dọi một chút ánh sáng lên những gì đã và đang xảy ra trong mối quan hệ giữa triết học và khoa học. Bạn nghĩ sao về những quan điểm về niềm tin của các nhà khoa học mà tác giả đã đưa ra? Đâu là định nghĩa về niềm tin đúng với bạn nhất? Có những niềm tin hay chân lý nào mà bạn muốn mang theo để định hướng cho cuộc đời mình không? Hay ngược lại, có những niềm tin nào được số đông tin vào mà bạn thấy rất phi lý không? Hãy để lại bình luận cho Spider Room biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại trong lần sau. Peace.